chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, giúp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tránh được tai ương, đổi giận bất ngờ. Trúng mánh làm giàu, tiền bạc ầm ầm đổ về đầy két, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Lộc đến từ cuối năm nay, Kỷ Mùi tiến bước tiền tài bao la, trường tồn phúc lộc vinh hoa, làm ăn khí chất ngút cao rạng ngời, vinh hoa sung túc tuyệt vời, thần tài song lộc một đời an khang. Tiết lộ sự thật chấn động giúp tuổi Kỷ Mùi, 46 tuổi, được trời Phật độ mệnh, quá khổ thành phước, đúng 2 tháng tới, đổi đời giàu sang nước két. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này có những người luôn được sống trong nhung lụa và giàu có, và họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự may mắn hiếm hoi mà người khác mong mỏi từng giây phút của cuộc đời. Họ cũng không thể biết được tâm trạng của người khác khi có được một phần may mắn như mình. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đều có vận mệnh của riêng mình, đặc biệt là các vị thần may mắn sẽ chiếu cố cho từng con giáp trong mỗi giai đoạn khác nhau. Có đôi khi sự may mắn này lại là duy nhất giúp họ đổi đời một cách không ngờ. Trong tử vi học có nói, bước sang 2 tháng 11 và 12 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ là một trong những con giáp may mắn nhất. Nhờ sự cố gắng nỗ lực của mình, cộng thêm may mắn trời ban, mà Kỷ Mùi sẽ giàu lên nhanh chóng, tiền bạc ùn ùn kéo về, ăn Tết linh đình. Và để biết được trong 2 tháng tới, Kỷ Mùi sẽ có những may mắn nào, và làm sao để nắm bắt những may mắn ấy, thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết video ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý anh chị thân mến, có một trò chơi nhỏ, đơn giản là nhắm mắt lại, nghĩ về 3 người mà bạn yêu nhất, thương nhất, quan tâm nhất, ưu tiên nhất, xong chưa, rồi chứ 99% một thiên thượng quả, 1979 sẽ không liệt kê tên mình vào trong đó. Lắm lúc ta quên mất rằng, bản thân ta cũng là một người cần được yêu thương, cần được ưu tiên, cần được quan tâm bởi chính mình. Một ngày nào đó có thể Kỷ Mùi sẽ thành công, hoặc có một cuộc đời nhàn tản, khi đấy bạn sẽ cảm ơn ai, là cha, là mẹ, là bạn bè hay đồng nghiệp, là người thương hay ân nhân. Dù có cảm ơn ai, hãy nhớ đừng quên cảm ơn chính bản thân mình, cảm ơn cái bản tâm mình đã giữ lại ngọn lửa trong giác như lưu ly mà đấu với cuộc đời. Tránh để tâm tính mình bon chen xa ngã, cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, cảm ơn bản thân đã ngược xuôi chăm chỉ, cảm ơn bản thân đã kiên cường gồng gánh, cảm ơn bản thân đã tự chữa lành khỏi những tổn thương, tự quên đi những suy tư thiệt thòi, cảm ơn bản thân đã ở cạnh bản thể, nâng đỡ dìu nhau qua những ngày sóng gió. Vì mọi việc đang giống như trời đổ cơn mưa, thử thách bản tâm, tìm cách dập tắt ngọn lửa thiên thượng quả này vậy, sợ hãi khi làm điều gì đó. Ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy, nhưng bạn nên dành nỗi sợ cho việc cái khả năng bạn sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến bạn mệt mỏi này, và sẽ không có gì thay đổi cả. Có nỗi sợ đấy rồi, bạn sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời. Bạn biết đấy, thỉnh thoảng bạn hay nghĩ rằng, nếu cuộc đời là một sự sắp xếp sẵn, vậy việc gì ta phải cố? Nếu vận mệnh như một cuốn sách được viết trước, vậy mọi nỗ lực có tiến sĩ nghĩa gì đây? Vì lắm lúc ở phía cuối sách giản đơn chỉ là một cái kết đẹp, còn đẹp đến đâu là do bản thân bạn tự viết. Cũng lắm lúc ở một số trang của vận mệnh sẽ chỉ có những dòng như ước mơ thành hiện thực, hoặc nỗ lực được kết trái đơm hoa. Nên nếu không tiếp tục cố gắng và chinh chiến, làm sao bạn hoàn thành cuốn sách của cuộc đời được? Tôi không kêu bạn đừng chán nản hay đừng mỏi mệt Kỷ Mùi à. Tôi chỉ muốn nói là mệt thì nghỉ ngơi, chán thì ngừng lại, nhấp ngụm trà, ngắm thế gian một tí, rồi lại tiếp tục kiên tâm qua cái đoạn này nhé. Đừng quên yêu thương và ưu tiên bản thân, cũng đừng quên ai đã giúp đỡ bạn trong cái đoạn khó khăn, ai đã đẩy bạn vào sự khó khăn, và ai đã bỏ rơi bạn trong cái đoạn khó khăn này. Mọi điều sẽ sớm ổn thôi. Lửa trên trời chập chờn thì có, nhưng vĩnh viễn cháy trong suốt như lưu ly. Người tuổi Mùi cùng can kỷ, được A Di Đà Như Lai hộ mệnh theo một thuyết Phật giáo. Tuy người chịu nhiều bệnh, nhưng thoát các nạn hiểm ở tuổi ngoài 40, và nếu họ qua nạn kiếp năm 62, 63 tuổi thì có thể thọ tới ngoài 70 tuổi. Quan Âm Bồ Tát ban trí tuệ, người này có học, khéo léo, mềm mỏng, thích hợp các nghề mang tính văn hóa, văn nghệ, văn chương. Người này cũng làm cả công nghệ. Nữ tuổi này giỏi tề gia nội trợ, thích làm dáng mặt đẹp, họ dạy dỗ con cái khéo, người được Ma Lợi Tử ban phúc đức. Tuổi này thường hiếm muộn, nếu lấy chồng muộn màng có thể qua 38 tuổi,
nhân duyên mới yên ổn. Nếu lấy sớm thì cần nhường nhịn nhau thì mới lâu bền. Tuổi trẻ tiền của dễ bị hao tán, không mấy ổn định. Tuy vậy năm 36 tuổi, 38 tuổi, họ được gặp cơ hội giàu có. 26 tuổi có dịp thăng tiến về nghề nghiệp. Và ngoài 50 họ có phúc vận tốt, Quan Thế Âm Bồ Tát giúp. Người sinh giờ tốt có thể thành người cứu nhân độ thế. Kỷ Mùi tính tình mềm mỏng, dễ cảm thông và thường tha thứ cho lỗi lầm người khác. Người này không thích đấu tranh, ganh đua mà luôn muốn yên thân. Con người hiền lành, chính trực, dị tha, độ lượng. Nhược điểm của họ là khó quyết đoán, gặp điều khó khăn gì dễ bi quan, lo lắng, đau khổ. Người này không muốn gánh trách nhiệm mà chỉ muốn êm thấm, yên thân. Kỷ Mùi được mọi người yêu mến vì dịu hiền từ tốn. Người phải sống xa cách cha mẹ, anh em, ngay đến vợ chồng cũng đôi quán đi về mới yên ổn lâu bền, chứ không nên cùng ở một nơi, một chôn. Người tuổi Kỷ Mùi ít khi thiếu thốn, ngay cả lúc không dư dật vẫn no đủ. Người tuổi này phải làm nhà cửa nhiều lần, trước đủ sau giàu có bằng chính con đường tự lập. Tuy hay bỏ mất nhiều cơ hội may mắn của mình vì tính thiếu quyết đoán nhu nhược của mình vậy, con người chính trực nên dù là người thân trong nhà hay người ngoài họ cũng đối xử công bằng đúng mực, nên được mọi người yêu mến, giữ được quan hệ tốt với bạn hữu, đồng nghiệp, người nhà, cha mẹ, anh em. Đàn ông tuổi Kỷ Mùi có bản tính thích khám phá, phiêu lưu và liều lĩnh. Họ dám thách thức bản thân và làm những điều mà ít ai nghĩ đến. Dù chông gai và gian khó, nhưng nam giới Kỷ Mùi không hề bỏ cuộc mà còn thêm phần thích thú. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi nam mạng được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn, khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lỏng mình. Có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Về đường tình cảm, nam mệnh có đào hoa khá dượng, tình duyên hài hòa, có duyên với người khác phái. Có thể người này sẽ dễ có cảm tình với bạn học hay đồng nghiệp, mối quan hệ qua ngày tháng tiếp xúc sẽ nảy sinh tình cảm. Người Kỷ Mùi nữ mạng thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc ganh đua, đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Người tuổi Kỷ Mùi rất chính trực, dị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán, dứt khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ Mùi thường rất được mọi người yêu mến sự từ tốn và tính cách hiền dịu của mình. Người tuổi Kỷ Mùi nữ mạng có mắt thẩm mỹ và có năng khiếu về thời trang. Đây là những người sống nội tâm, khép kín. Họ không phải là những người thích chống đối hay đấu tranh khi có điều gì không vừa ý. Họ thích cuộc sống lúc nào cũng tươm tất, bằng phẳng, không có những khúc quanh, không có những đoạn gồ ghề. Lúc nào cũng phải là một con đường trải nhựa sạch sẽ. Là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ cũng ít khi phê bình người khác, không thích sự thay đổi và sự xung đột, nên họ luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ quan hệ tốt với mọi người. Đồng thời họ cũng là người chu đáo, họ luôn cẩn thận để không làm tổn thương bất kỳ ai, và nếu phải làm thế thì họ cũng sẽ giải quyết lại tình huống đó. Năm 2024, người tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh hỏa gặp năm Giáp Thìn mệnh kim là tương khắc, thiên can kỷ gặp quý là tương khắc, địa chi mùi gặp mão là tam hợp. Do đó, năm 2024 là một năm trung bình, ổn định với gia chủ Kỷ Mùi 1979, 46 tuổi âm lịch. Nhờ trí tuệ siêu việt và kinh nghiệm phong phú, người tuổi này có thể giành được thành công trong công việc. Đây cũng là năm Kỷ Mùi 1979, chủ động mưu tính cho công việc và tiền bạc, đạt được thành công như ý. Đối với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn 2024, vì hợi mão mùi là ba con giáp tam hợp, nên tuổi mùi cũng bị tương hòa với thái tuế. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mùi sẽ có một tài sản thịnh vượng trong năm nay. Mùi và mão thuộc tam hợp, năm 2024 tuổi Kỷ Mùi làm gì cũng rất hanh thông, được nhiều sao cát lành dây quanh. Về tiền tài, nếu có cơ hội tốt nhất định phải nắm chắc. Năm 2024 tuổi Kỷ Mùi có thể nhận được sự phù hộ của ba ngôi sao tốt lành là Tam Thai, Thiên Giải và Hoa Cái.
Tam thai có nghĩa là bạn sẽ từng bước được thăng tiến, thiên giải có thể hóa giải nan đề, hóa nguy thành an. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay tuy gặp khó khăn trong việc phát triển một số việc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tốt. Qua cái có thể phát huy hết tài năng nghệ thuật của người tuổi Kỷ Mùi, tìm ra con đường phát triển phù hợp với bản thân. Về sự nghiệp và tài vận, vận may có thể không ngừng tăng cao, có thể bứt phá trên nhiều phương diện. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay cần cẩn thận với ảnh hưởng tiêu cực của ba hung tinh quan phù, ngũ quỷ và tử phù. Từ từng chi tiết nhỏ đều phải thận trọng, kẻo rơi vào cạm bẫy do người khác giăng ra. Nếu thường xuyên phải di chuyển bằng ô tô, năm nay nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông, nếu không có thể gây họa. Sao ngũ quỷ sẽ khiến người tuổi Kỷ Mùi nghi ngờ, chán nản, thậm chí sinh ra ảo giác, không nên thường xuyên đến những nơi xa xôi, nếu không sẽ bị từ môi trường bất lợi ảnh hưởng tiêu cực. Đừng bơi trên sông một mình, đồng thời nhiệt huyết đang nguội dần, cộng với ảnh hưởng của sao qua cái, sẽ khiến tình cảm giữa tuổi Kỷ Mùi và bạn đời yếu đi, hai người có thể lựa chọn chia tay. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay rất thuận lợi trong sự nghiệp và giàu sang, nhưng quan hệ tình cảm không được khả quan cho lắm, cần cẩn thận kẻo vướng vào kiện cáo. Năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nên tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp và kiếm tiền, không nên quá dồn tâm sức vào chuyện tình cảm. Dành thời gian tạo phước cho mình bằng cách chia sẻ đến cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện. Nhìn chung năm 2024 được định sẵn là một năm tốt lành, nhiều may mắn đối với người tuổi Kỷ Mùi, và có hai tháng cuối năm được dự báo là thời điểm vận trình rực sáng, phát tài bùng nổ, tài lộc thăng hoa của Kỷ Mùi. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong hai tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận giàu có nhanh chóng, phất như vũ bão. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Kỷ Mùi. Sinh năm 1979, trong hai tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên, xét phương diện công danh sự nghiệp. Xem tử vi hai tháng tới nhận thấy, con đường sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi 1979 thênh thang rộng mở, ví như gặp đúng thiên thời địa lợi nhân hòa, là nền tảng tốt để tự do phát triển, thỏa trí tan bồng. Cô bác hãy mạnh dạn tiến bước, thực hiện những dự định lớn lao của mình, buông dây dài ắt bắt được cá to. Cục diện tam hội thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu, trong hai tháng cuối năm 2024 này rất thích hợp để Kỷ Mùi lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Sau giai đoạn chầy chật ở những tháng đầu năm, cô bác cũng nên đánh giá lại những việc mình đã và chưa làm được, từ đó điều chỉnh các dự án. Các tinh trong thời gian tới khuyến khích Kỷ Mùi tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của bản thân. Người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Sự nỗ lực chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Thực tế trong quá trình làm việc, bạn cũng gặp những khó khăn như người khác, nhưng chính nhờ tinh thần không ngại khó, ngại khổ nên đạt được mục tiêu, trong khi những người khác phải chịu thất bại. Do được nhiều người yêu mến, cô bác còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, đối phương có thể định hướng cho cô bác những mục tiêu mới, hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Con giáp này hãy khiêm tốn, chăm chú lắng nghe, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích cho sự nghiệp. Nếu có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn, những chú dê cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình. Đặc biệt, thời điểm này Kỷ Mùi còn có cả sao Tả phù và hữu bậc phù trợ, khả năng cao cuối năm này bản mệnh sẽ có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là bạn có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên, thiên cẩu hung tinh là điềm báo có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê. Cô bác được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự, để không bị sập bẫy tiểu nhân, cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc. Cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình, mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Về mặt tài lộc, tiền bạc, trong 2 tháng 11 và 12 âm tới đây, tuổi Kỷ Mùi là con giáp may mắn được các tinh soi chiếu, thiên tài hậu thuẫn, nên càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng giận
Báo hiệu vận trình tài lộc của người tuổi này có xu hướng tăng dần chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vận khí đang tăng dần, thích hợp để làm những việc quen tay hay đã có kinh nghiệm, không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt, nóng vội lúc này chỉ khiến cô bác dễ nhận về cay đắng. Đừng quên thắng có thiên cẩu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi. Kỷ Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu. Hòa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở tuổi này đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Cô bác nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó, đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây. Làm gì cần quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng, cô bác có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân, song đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục. Với người làm công ăn lương thì trong 2 tháng này thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm hay những mối đầu tư ngon nghẻ mới. Điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn, song bù lại túi tiền cũng dùng rỉnh hơn. Khi vận khí dần ổn định, cô bác sẽ có thêm tả phù các tinh nâng đỡ để thăng tiến dễ dàng, thu nhập sớm được cải thiện. Do đó hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thoái trí thì mãi nghèo đói, chẳng thể ngóc đầu lên được. Phật dạy rằng, tốt xấu xuất từ một niệm, nên trong cuộc sống này, mỗi ngày đều có suy nghĩ khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, có người lạc quan thì cũng có người bi quan. Có thể có những việc cô bác sẽ không tin, và tâm linh là một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Tâm linh cũng không ở đâu xa, mà nó ở ngay trong tâm cô bác. Chỉ cần cô bác luôn tích cực lạc quan, thì đâu cũng sẽ xuất hiện cơ hội cho cô bác thể hiện. Sự chịu khó nỗ lực của cô bác sẽ không bao giờ là vô ích, bởi chỉ cần sâu trong tâm cô bác vẫn vững tin và đức tin, thì cuối cùng ông trời sẽ đền đáp cho cô bác, không bằng cách này thì bằng cách khác. Còn với ai bi quan, luôn oán trách số phận không chịu vươn lên, thì dù cơ hội có đến họ cũng không thể nào biết được, vì trong đầu họ luôn bị che mờ bởi sự tiêu cực. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp, nhiệm màu, thì cuộc sống sẽ luôn nở hoa quý vị nhé. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi trong 2 tháng cuối năm 2024 nhận thấy nguyệt lệnh lâm đất suy, báo hiệu sức khỏe của bản mệnh giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh đau đầu, stress, có thể bị sụt cân. Đây chỉ là những triệu chứng đơn thuần do cơ thể suy nhược gây ra, không phải là bệnh nghiêm trọng, nhưng nếu không được quan tâm đúng mức, chúng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật đáng ngại. Do đó, con giáp này cần tìm cách giải tỏa áp lực càng sớm càng tốt. Khi căng thẳng được xua tan, bạn sẽ thấy mình khỏe trở lại sớm thôi. Bạn có thể chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia, hoặc người nhà, bạn bè, để lòng vơi nhẹ hơn. Đừng ôm đồm mọi thứ một mình, bên cạnh bạn vẫn còn những người thật lòng quan tâm và muốn san sẻ với bạn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, theo tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Kỷ Mùi âm lịch, ở phương diện tình duyên, người tuổi Kỷ Mùi khó mà có được những điều mình mong muốn. Tương xung cục khiến mọi thứ có nhiều biến động dữ dội hơn là bạn nghĩ. Dù không khí Tết đã cận kề nhưng tình cảm ngày càng rối ren. Đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt. Thậm chí nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người. Khi đó thứ bản mệnh đánh mất không chỉ là người ấy, mà còn cả mái ấm của mình. Thời gian này, mối quan hệ vợ chồng này sinh mâu thuẫn, chủ yếu là vì kẻ thứ ba xuất hiện gây chuyện thị phi, khiến đôi bên hoài nghi lẫn nhau. Cả hai cần bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, càng trốn tránh, nguy cơ rạn nứt tình cảm càng cao. Vấn đề xuất phát từ cả hai phía, nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương mà không xem lại bản thân mình. Hai người đều cần thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề để tháo gỡ khúc mắc. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Kỷ Mùi, theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Tử vi tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này, vận trình công việc của người tuổi Kỷ Mùi có nhiều biến chuyển tích cực.
Tất cả là nhờ uy tín mà cô bác đã gây dựng từ trước đây, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới sẽ cho cô bác nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, cũng như giúp cô bác vượt qua những nghi hoặc về khả năng của mình, nhờ đó giúp bạn khẳng định vị trí và lựa chọn của cô bác là đúng đắn. May mắn là trong giai đoạn này, nếu cô bác gặp khó khăn thì ngay lập tức có người chia sẻ thông tin, cho cô bác lời khuyên để cô bác tìm ra giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, đừng quá nhờ dựa vào những lời khuyên này, cô bác cũng cần phải áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của mình nữa nhé. Trước tiên cô bác nỗ lực tìm cách đã, sau đó mời nhờ sự hỗ trợ, lúc đó bạn mới khám phá ra nhiều vấn đề hay ho. Khi chưa thực sự bắt tay vào thực hiện thì không nên vội vàng hỏi làm gì. Trong tháng mới, vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi trong thời gian này được cải thiện, cả người độc thân hay đã có gia đình đều có được những giây phút vui vẻ và đầm ấm. Quý nhân, Ngọ, Mão, Tiểu nhân, Tuất, Sửu, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, con số may mắn 12, 94, 33. Tử vi tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng 12 năm 2024 âm lịch này, vận trình của người tuổi Kỷ Mùi có nhiều diễn tiến bất lợi vì hung vận khá lớn. Bản mệnh cũng có nhiều mối bận tâm và lo lắng hơn trong tháng chạp này. Mưu sự có thể không quá thuận lợi nên cần có sự tính toán cẩn thận để điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Vừa phải đối mặt với xung thái tuế, lại vừa không được nguyệt lệnh ủng hộ, những chú dê gần như luôn phải tự lực cánh sinh để giải quyết việc lớn nhỏ trong tháng này mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Nếu có người nhúng tay vào, nó đa phần chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn, vậy nên bạn không nên có tâm lý chờ đợi hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tháng này cũng nên chú ý thái độ cư xử và từng lời ăn tiếng nói của bản thân, tránh gây hiểu lầm không đáng vì không nói rõ ý hay người nghe có tâm tư khác nên cố tình xuyên tạc lời nói của bạn. Tài vận bị ảnh hưởng của đại hao hung tinh nên giảm sút khá mạnh, các nguồn thu không tăng trong khi phải chi quá nhiều. Đây là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra khoản không nhỏ để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Vận trình tình cảm của tuổi này khá rối ren và xảy ra nhiều biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt, vấn đề xuất phát từ cả hai phía, nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương mà không xem lại bản thân mình. Sức khỏe tuổi này có dấu hiệu đi xuống, căng thẳng, áp lực chính là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, con giáp này cần tìm cách giải tỏa càng sớm càng tốt. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, Tiểu nhân, Thìn, Tuất, màu sắc cát tường, trắng, xanh, con số may mắn 34, 91, 22. Quý vị mệnh chủ thân mến, như đã trình bày thì quý anh chị đã biết được phần nào diễn biến từng năm của mình, và mỗi năm mỗi bản thể sẽ gặp vận hạn khác nhau, nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy theo âm đức từng người, không nên vì khó mà nản, không phải gặp niên vận mà bình thản. Cách giải mệnh hay tăng phước mệnh tối ưu nhất chỉ thông qua cách tu tâm ý dưỡng đức độ mà nên, trải qua diễn biến từng năm, dù tốt hay xấu. Ứng nghiệm mạng yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào âm đức phúc vận của mỗi người, phàm trong đời với lối sống lấy cho đi để làm lời, lại thường an nhiên hơn những đường lối sát phạm làm tiến trên sức của người khác. Song song đó, việc cảm thấy đủ để tiến thêm là điều cần để tránh được những rủi ro do sao hàng năm chiếu mệnh, bởi sao hàng năm chiếu mệnh đều có lợi và hại. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Kỷ Mùi được Phật Như Lai đại nhật hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý anh chị Kỷ Mùi cũng quan tâm đến Phật bản mệnh thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị theo dõi tiếp sau đây. Như Lai đại nhật, tên tiếng Phạn của ngài là Vidana, có thể dịch là Phật Maha Tỳ Lô Giá Na, còn được gọi là Phật Tỳ Lô Giá Giá Na, biểu thị là Phật Đà Từ Bi đã ban cho chúng sinh sự gia trì vô lượng ánh sáng Phật, giống như mặt trời của dân gian, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn, hiền ngu, không phân biệt tốt xấu,
đối với vạn vật trên mặt đất đều phổ chiếu bình đẳng. Ngài là bản tôn, đồng thời Ngài là Phật căn bản tối thượng được mật giáo cung phụng. Kinh điển căn bản là Đại Nhật Kinh Sớ. Cho dù trong Kim Cương giới hay trong Thai Tạng giới của Đông Mật, hoặc cho dù trong Sự Bộ, Hành Bộ của Tạng Mật, Ngài đều có địa vị hiển hách. Trong tứ bộ mật tục của Phật giáo Tạng truyền, thuộc về bộ Như Lai trong Hành Bộ và Tục Bộ. Như đã nói ở trên, khi được sinh ra con người thường có một vị Phật, vị Bồ Tát hộ thân, Phật bản mệnh. Ở đây Phật bản mệnh tuổi mùi là Như Lai Đại Nhật. Biết được điều đó mà con người chuyên tâm tích phúc tích thiện hơn, không làm những điều trái với lương tâm, kiến thành hướng tới bản tôn, cầu nguyện thì mọi hung họa cũng qua đi. Khi đó họ đeo đá hộ mệnh có hình tượng Phật bản mệnh mới phát huy được tác dụng, kết hợp nhất thể với trường khí của con người, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, gia đình hạnh phúc, xã hội an khang. Trong sách Liễu Phàm Tứ Quấn cũng nói rất rõ về việc chuyên tâm làm việc phúc cũng có thể cải được mệnh số. Đây chính là ý nghĩa sâu xa của việc đeo dây truyền hình Như Lai Đại Nhật, là hướng con người đến điều thiện. Mang trang sức hình Như Lai Đại Nhật bên mình để nhắc nhở bản thân đoạn trừ cái ác, qua đó mà mọi tai ương đều được hóa giải. Nếu người đeo Phật bản tôn hộ mệnh chuyên làm việc ác, chuyên tìm mọi cách để chia rẽ, để phá quấy người khác thì chẳng cứ sau này họ phải nhận quả báo, mà có thể bị ứng hiện ngay trước mắt, ứng trong đời này, kiếp này. Đeo Phật bản mệnh sẽ giúp người tuổi Kỷ Mùi hộ thân. Phật bản mệnh là gì? Phật sẽ đi theo bạn để phù hộ và độ trì cho bạn trên suốt chặng đường đời. Khi đeo mặt Phật luôn ẩn chứa niềm tin và sự tin cậy của bạn trong đó, mong muốn giữ Phật bên mình đời đời bình an. Công việc và tài chính Phật bên bạn, độ trì cho bạn để tránh tiểu nhân hãm hại. Nếu có khó khăn thì có thể vượt qua, hướng đến sự nghiệp phát triển hơn, con đường rộng mở và tốt lành hơn. Học tập giúp khai mở trí tuệ, nhớ được lâu hơn, học hành tốt đẹp, thi cử thành công, tương lai mở rộng. Sức khỏe, sản phẩm chất liệu bằng bạc thái hay đá tự nhiên sẽ luôn tốt cho người đeo, giúp tăng nguồn năng lượng và bảo vệ sức khỏe. Tình duyên, nhiều người chọn đeo Phật bản mệnh để hóa giải lận đận về đường tình duyên. Với ai có gia đình thì mong muốn gia đình được bảo vệ, tránh những điều không tốt. Những việc tuổi Kỷ Mùi nên làm để được Phật độ, thọ giới và bố thí. Những người tu đạo biết thọ giới và bố thí, cúng dường đương nhiên cũng là một trong ba kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất. Đó là những người hiểu và làm theo lời răn dạy hướng thiện, người có thể cắt bỏ nhân ác. Người thích bố thí thì đương nhiên có thể gặt hái quả tốt. Thường khi nói đến thọ giới, chúng ta thường hay nghĩ ngay là không được làm điều này, không được làm điều kia. Phải giữ gìn các điều cấm giới rất khó giữ, mà phạm vào là coi như có tội. Chúng ta cảm thấy giới như một sự gò bó khó chịu, một gánh nặng phải đeo mang. Thế nhưng Đức Phật chế lập ra giới vốn không phải để giới hạn bất cứ vấn đề nào cả. Và thọ giới không có nghĩa là gượng ép bản thân vào một kỷ luật sắt thép nào đó, để rồi cứ tiếp tục lòng vòng trong các cõi luân hồi bất tận. Mà thọ giới có nghĩa là thâu nhận lấy một bản thể thanh tịnh giải thoát vào tâm mình, để rồi ra sức trì giữ và phát triển cho bản thể ấy trở thành quả giải thoát viên mãn, khỏi luân hồi. Giới luật của Phật giáo chú trọng tu thân làm người, điều này được gọi là ngưỡng chỉ duy Phật Đà, hoàn thành nhân cách ngưỡng vọng và noi theo tấm gương Đức Phật để hoàn thành nhân cách. Là một con người tốt, tu thân hoàn thành mới có thể khai phá trí tuệ sáng ngời bên trong, chứng ngộ chân lý cao nhất, dù chúng ta ở đâu. Chỉ cần giữ được giới thì sẽ càng ngày càng gần Phật, ngày ngày tu theo Phật mà không theo lời dạy thì không thể chứng ngộ quả Phật, thoát khỏi khổ đau. Vậy còn bố thí là gì? Bố thí đơn giản là sự mở lòng ra đối với thế giới chung quanh. Đó là sự hiểu biết cảm thương đến hoàn cảnh không may của người khác, để rộng lòng giúp đỡ. Mở tâm là dấu hiệu của giác ngộ, điều kiện để vượt qua tập quán tham chấp khổ đau và thực nghiệm giải thoát an lạc. Nói đơn giản, bố thí nghĩa cho cái gì của mình mà có thể đem ra cho người khác thì gọi là cho. Người Phật tử thực hành bố thí đúng pháp, không bao giờ cho suông mà phải dụng tâm. Hiểu một cách đơn giản, dụng tâm nghĩa là khi bố thí cần hiểu và thấy rõ, chánh niệm cao độ với việc mình đang làm. Cho nhiều hay ít, tốt hay xấu không mấy quan trọng, điều cần thiết là hãy cho bằng cả tấm lòng, nghĩa cư trân trọng và cung kính. Nguyện với lòng tăng trưởng thiện pháp này cho cuộc đời thêm vui, thấy rõ và tin tưởng vào phước báo của việc lành đang làm. Trước trong sau khi bố thí tâm đều hoan hỷ, chính là dụng tâm bố thí. Người vừa thọ giới vừa biết bố thí, thực hiện theo đúng lời răn dạy của chư Phật Bồ Tát, đương nhiên sẽ đến gần hơn với Đức Phật và được các ngài chở che gia phúc.
Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.